Vừa qua, bác sĩ Khanh kết hợp với lại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Inamed đã tổ chức thành công lễ ký kết chuyển giao công nghệ DermaVi. Có thể nói đây là công nghệ đình đám nổi tiếng với hệ thống điều trị mạch máu tốt nhất thế giới hiện nay đó mọi người ơi. Theo hãng Lutronic công bố thì DermaVi là dòng máy duy nhất sử dụng bước sóng 532 nanomet kết hợp kỹ thuật làm mát cryogen trên thị trường, có thể giải quyết được tất cả các thương tổn mạch máu, tổn thương sắc tố, giãn tĩnh mạch và đặc biệt là những ca khó như là bớt u van, bớt u máu ha. Thì Khanh rất là ấn tượng với kết quả điều trị này. Ngoài ra, nhờ ứng dụng công nghệ IntelliStruct TM, DermaVi còn giúp giảm tối đa thời gian điều trị nhanh hơn rất nhiều so với các dòng máy khác trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn đạt được mức năng lượng cần thiết và mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng. Qua buổi lễ ký kết này, Khanh hy vọng DermaVi sẽ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho những khách hàng của bác sĩ Khanh nói riêng và cộng đồng yêu thích cái đẹp và sử dụng công nghệ cao cấp hiện đại nói chung nha. Xin chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn quay lại với kênh của bác sĩ Khanh. Thì cũng giống như cái tôn chỉ nam mà hoạt động của Khanh ngay từ đầu cho tới tận bây giờ, tức là Khanh sẽ luôn luôn đầu tư những cái dòng máy mà mới nhất, xịn nhất và công nghệ cao cấp nhất để mà chuyên điều trị chuyên biệt cho một vấn đề. Đó là lý do tại sao mà Khanh luôn cam kết những cái hiệu quả cực kỳ cao cũng như là mang lại cái lòng tin yêu cho khách hàng rất là nhiều. Bởi vì khi đối với Khanh ha, là khi mà một dòng máy mà điều trị quá nhiều vấn đề thì nó sẽ không có chuyên biệt, nó sẽ dẫn tới là mỗi vấn đề đều điều trị được một xíu thôi, nên nó chỉ tương quan như là hỗ trợ thôi. Nhưng mà nếu mà mình có nhiều máy và mỗi máy chỉ đặc trưng điều trị cho một vấn đề thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần ha. Đó là lý do mà Khanh đầu tư thêm dòng máy DermaVi. Thì DermaVi bản chất cũng là một dòng máy laser, nhưng nó có thêm những cái bước sóng mà giúp chuyên biệt để mình có thể tác động lên cái phần mao mạch để giúp hỗ trợ điều trị mao mạch được tốt hơn mà không gây xâm lấn, không gây gọi là vết thương hoặc là không mất thời gian nghỉ dưỡng mà hiệu quả lại cực kỳ cao. Cho nên những bạn nào mà song song với việc mà mình bị tăng sắc tố, có vết nám hoặc là những cái phần mà không đều màu da trên bề mặt mình, nhưng mà mình sẽ hay đi kèm một cái khuyết điểm rất là nhỏ, đó là những cái mao mạch li ti trên bề mặt mà mình không biết được là tìm cái nơi nào mà để điều trị, cũng như là sau khi mình hết nám rồi, hết sắc tố rồi nhưng mà da mặt mình vẫn còn những cái mao mạch như vậy thì mình phải điều trị như thế nào. Thì mấy bạn có thể tới phòng khám của Khanh để điều trị với lại DermaVi ha. Thì tiến trình điều trị rất là ngắn, khoảng 2 đến 3 lần thôi, nhưng mà mang lại hiệu quả rất là cao ha.